Thì lời đầu tiên chúng tôi rất xúc động và cảm động, rất chân thành từ tấm lòng mình để các quý vị đã dành chút thời gian ưu ái cho gia đình chúng tôi đến dự lễ ngày hôm nay. Lần đầu tiên chúng tôi xin gửi đến các quý vị cái lời chào trân trọng nhất và chúc sức khỏe. Tôi cũng xin có một đôi lời. Ngày hôm nay ngày vui của toàn thể gia đình chúng tôi, đứng về phía nhà trai cũng như phía nhà gái thì có những người rất là xa ở Hà Nội, ở Hải Phòng cũng vào đây đến dự với gia đình chúng tôi. Ở trong buổi dự lễ ngày hôm nay thì là có ba cái điều rất quan trọng mà chúng tôi muốn chia vui cùng với cả cái ngày hôm nay. Thứ nhất là cái thế hệ chúng tôi thì hôm nay có thầy giáo và các bạn cùng học thời phổ thông từ những năm 60 của thế kỷ trước cũng đến dự. Cái điều thứ hai là các bạn bè của tôi là hội học đại học xây dựng từ đi bộ đội với nhau từ những ngày từ năm 70 của thế kỷ trước và anh em cũng tụ họp ở đây. Điều thứ ba, có lẽ các vị cái điều này đặc biệt này, mọi người có hỏi là chúng tôi anh chị thông gia của tôi quê ở đâu? Tôi giới thiệu là anh chị thông gia của tôi quê ở Huế. Tại sao tôi lại nói về Huế? Ở Huế có hai cái điểm. Thứ nhất là anh chị thông gia của tôi ấy, là rất là có tâm hồn văn nghệ sĩ. Và trong cái hội coi như gia đình bên thông gia tôi ấy, là có một ca sĩ ở của đoàn văn công Tây Nguyên. Mà còn phía về nhà trai của tôi ấy, thì là có bạn cùng học với tôi là nghệ sĩ ưu tú Hoàng Sinh, diễn viên và đạo diễn là cùng học phổ thông với tôi. Và điều đặc biệt hơn ấy, thì tôi xin giới thiệu hôm nay ấy, có ca sĩ Dạ Lê là người ở Huế, ở đoàn văn công nhã nhạc công trình Huế, là phu nhân của đồng chí giám đốc khu quản lý giao thông số 2 cũng đến dự ngày hôm nay. Đấy là điều đặc biệt và xin lời cuối cùng xin cảm ơn và chúc mọi người sức khỏe, chúc một buổi tối vui vẻ, ăn ngon miệng và đầm ấm.